Thì đây là một trong những công nghệ mới nhất mà Hoa Anh đang áp dụng cho khách hàng của mình, nhanh nhất mà chúng ta không phải chờ đợi, đúng không? Ngày trước thì chúng ta phải chờ đợi là phải cắt treo trước, sau đó thì chúng ta mới làm. Nhưng bây giờ thì với những công nghệ mới thì giúp cho khách hàng của mình trở nên trẻ hơn, đẹp hơn và tự tin hơn. Cô an tâm nhé. Chào chị, hôm nay chị dắt cô tới là muốn tư vấn làm laser đồi mồi này, với lại làm cắt treo không mày, đúng không cô anh chị? Rồi cho mày mới này bắn laser cái vùng này coi nhá. Rồi chị đã từng làm dịch vụ gì tại Hoa Anh chưa? Xóa trên mày rồi à? Và hôm nay là cô dắt đây là mẹ mình nhớ. Và ok rồi, chào cô nhá. Hôm nay thì cô muốn là cô nhìn thẳng lên con nha, này về cô phải nhận được rồi. Cô muốn là cắt chiếc vùng mày đúng không? Đúng rồi, vùng mày cô sụt nhiều quá nhỉ, đúng không? Mai là vùng da cô bị đồi mồi nhiều này, đó nó bầm nhiều với em cô. Và hôm nay thì cô mong muốn là cắt cung treo cung mày để cho cung mày của mình nó không bị sụp nữa nhé, được không? Đó, và xử lý laser đồi mồi cho cung đồi mồi của mình nó hết luôn phải không ạ? Rồi các bạn vừa nhìn thấy là đây là khuôn mặt của khách hàng nhé, trước và sau khi làm để chúng ta sẽ nhìn rõ luôn này, cung mày khách hàng rất là thấp luôn này. Đó, bây giờ mình cắt nâng cung mày lên. Hiện tại thì Hoa Anh đang có một công nghệ gọi là xử lý cắt treo cung mày bằng cách là chúng ta làm cho mày trước nhé, vẽ lên khuôn mặt khách hàng một mẫu cho mày trước, xong đó để chúng ta làm lên, làm bên sau bắt đầu thì mình mới cắt cái cung mày bên dưới này nha, cắt vùng da thừa bên dưới này để mình cắt sát vào cái phần chân mày thì nó sẽ đẹp hơn. Thì đây là một trong những công nghệ mới nhất mà Hoa Anh đang áp dụng cho khách hàng của mình, nhanh nhất mà chúng ta không phải chờ đợi, đúng không? Ngày trước thì chúng ta phải chờ đợi là phải cắt treo trước, sau đó thì chúng ta mới làm. Nhưng bây giờ thì với những công nghệ mới thì giúp cho khách hàng của mình trở nên trẻ hơn, đẹp hơn và tự tin hơn. Cô an tâm nhé, đúng không? Mấy hai nữa là cái vùng này của cô này, đó cái vùng này của cô này. Con hỏi là cái đồi mồi của cô bị đâu chưa cô nhỉ? Bao lâu rồi? Cũng 5-6 năm rồi. Đúng không? 5-6 năm rồi. 5-6 năm rồi nó thể hiện trên khuôn mặt của cô thì cô cũng cảm thấy nó nhiều cái nó khó chịu đúng không? Nó nổi nhất rất nhiều luôn đó. Với trường hợp này thì cô mong muốn là xóa tất cả những lớp đồi mồi trên da đúng không? Khi xóa hết thì nhìn da mình sẽ trẻ hơn, đẹp hơn nhá. Hiện tại thì Hoa Anh đang sử dụng công nghệ là công nghệ Hero 3 kết hợp với laser CO2 phát xịt đồ để điều trị cắt đốt và xử lý phần đồi mồi nhá, vụn thịt trên da khách hàng, và đảm bảo cho mình là khi lấy xong mà sẽ không để lấy sẹo, an toàn. Thưa cô an tâm nhé. Rồi, vậy là cô có mong muốn là có tư vấn thêm cho cô gì không? Bây giờ tôi muốn hỏi hỏi chú thôi nha. Cô đi tới đi cô đuôi cả thấy lần cô lo là khi làm thì là có sợ sưng đau mới này, đi tới luôn thì có ảnh hưởng đến vết này không đúng không cô? Dạ không cô nhé, cô an tâm nhé. Khi điều trị và làm xong thì về nhà cô ăn uống bình thường, mình chỉ kiêng một số những cái đồ lòi thôi nhé, cô an tâm nhé. Đó, nếu như các bạn đang có khuôn mặt nhá, người mẹ người chị của mình đang có khuôn mặt giống như cô này thì inbox trực tiếp dưới video này và subscribe đăng ký vào kênh YouTube của Thẩm mỹ viện Hoa Anh, kênh fanpage của Thẩm mỹ viện Hoa Anh, hoặc là kênh YouTube của Đào Hoa Anh Official để theo dõi những video mà trực tiếp Ngọc Anh tư vấn cho khách hàng để làm, với mong muốn là có thể giúp khách hàng trở nên trẻ hóa hơn nhá, cô an tâm nhé. Rồi sau khi tư vấn như vậy thì cô có hài lòng không? Hài lòng đúng không? Dạ ok. Rồi các bạn cùng theo dõi Ngọc Anh nhạc nhá. Đây là Ngọc Anh sẽ hỏi là vài câu với con gái nhá. Sau khi tư vấn và làm như vậy thì chị an tâm rồi đúng không? Rồi, đồng ý làm nhá. Ok, xin cảm ơn các bạn đã xem đón video này. Nhớ subscribe và đăng ký dưới kênh này. Nếu như mà các bạn đang có cặp chung cơn mày của mình đang bị trùng này, và đặc biệt là đang bị thấp và nó sụp vùng mắt, thì đến với Hoa Anh nhá, để được các chuyên viên của bác sĩ Hoa Anh tư vấn. Hay là các bạn có muốn điều trị nám và laser đồi mồi thì các bạn có thể inbox trên video này để Hoa Anh có thể tư vấn và chăm sóc của các bạn. Hãy trao cơ hội cho thẩm viên Hoa Anh để Hoa Anh có thể giúp các bạn và luôn luôn coi khách hàng như một người bạn.